Chào cả nhà đã trở lại với kênh của Linh nha. Cả nhà hôm nay Linh sẽ làm khô cả nhà. Cá này ông xã Linh ảnh đi về quê về mẹ Linh á, ảnh đuổi nè. Linh chừa mấy cái con mà ú ú á, con cái ú ú á, bự đó rồi Linh ăn, rồi còn mấy cái con cá phi mà phi cái nó nhỏ nhỏ á. Linh sẽ xẻ ra mằng khô với mấy con mà cá phi đực á. Cá phi đực cái Linh cũng xẻ ra làm khô luôn. Linh phi lê ra là lấy cái xương trứng giữa đó. Linh mằng sạch rồi Linh lấy lóc cái xương trứng giữa ra. Bây giờ Linh sẽ đi ướp cái phần cá này để cho nó thấm rồi Linh sẽ phơi khô. Bây giờ Linh ướp cái phần gia vị vô. Linh sẽ cho tỏi với ớt đây nè. Linh đâm ra đó. Ớt có một trái ớt đỏ mà còn trái ớt xanh Linh không. Không có ớt chín đỏ. Linh lấy ớt xanh Linh mà đâm ra cho chung với tỏi cho nó nhuyễn, ớt cá cho nó thơm. Rồi ở đây là cái sả với tỏi với ớt Linh phi nè, ra làm như sa tế vậy đó. Bỏ vô ớt cá luôn. Cho một ít hạt nêm. Một ít tiêu. Cho một ít nước tương, cái này Linh làm Linh nhắm chừng chứ không có đong đếm bao nhiêu hết á. Ít nước mắm nữa. Rồi cuối cùng là bỏ đường vô. Tùy theo khẩu vị, ăn ngọt thì bỏ đường nhiều, còn ăn không ngọt nó hơi mặn thì bỏ đường ít. Rồi Linh đánh cho nó tan cái phần gia vị này. Linh đánh tan cái gia vị, bây giờ Linh bỏ cá phi vô Linh ướp. Ướp cái này à, chắc này chắc chiều rồi, Linh để qua đêm á cho nó thấm, bỏ tủ lạnh qua đêm cho nó thấm. Lúc này trời nó cũng không được nắng cho tốt á, lúc mưa lúc nắng không biết có nắng tốt hay không. Bằng khô mà phơi đặng nắng nó mới ngon. Để có nắng thì Linh đem ra phơi, còn không nắng thì Linh bỏ tủ lạnh. Làm khô này mà buổi trưa có đói chiên lên ăn với cơm nguội ngon lắm. Con cá này con cá đực nhưng mà nó thịt nó nhiều lắm chứ không phải mà ốm. Con cá này cái thịt nó dày luôn á. Cái này lúc phơi chắc Linh sẽ khứa ra cho nó cho sợi sợi á, khứa giữa này cho nó sợi sợi đang phơi cho nó mau khô. Tại vì mấy con cá bự nó thịt nó dày lắm. Nắng phơi nắng nó cũng tháng này nắng nó không tốt cũng lâu khô. Khô đặng nắng phơi mà đặng nắng nó mới ngon. Cũng bự bự không à, cá ú ú không à, thịt không à, cá này mần khô cái phơi nó cũng không có teo lại nhiều tại vì nó thịt nhiều á. Rồi Linh nè, trộn cho nó đều rồi nè. Cái Linh để đây cho khoảng 15 20 phút nửa tiếng gì đó, để hơi có tiếng nửa tiếng gì đó cho nó thấm rồi cái mà Linh sẽ bỏ tủ lạnh qua đêm. Rồi ngày mai Linh sẽ đem ra phơi. Ngày mai mà được nắng tốt là phơi mau khô lắm. Cá này
này Linh ốp qua đi mình nè. Bây giờ hồi sáng giờ tự nhiên thấy nắng, cái tự nhiên bây giờ cái Linh đem cá ra phơi cái nó hết nắng cả nhà. Giờ Linh bỏ vô cái xịa này Linh phơi. Phơi trời này chắc phơi 2 ngày mới có khô. Hai cái xỉa anh đem ra hồi này lên phơi. Mình để lên mái nhà lên phơi nè. Mong cho bữa nay nắng tốt lắm cho nó khô. Linh phơi đi, nào khô rồi Linh sẽ quay cho cả nhà xem tiếp nha. Đây là cá phi mấy bữa trước Linh làm khô nè. Linh phơi tới 2 nắng là nó mới khô. Thường ta làm khô 1 nắng mà Linh làm khô tới 2 nắng, tại vì lúc này trời nó mưa cả nhà nên phơi phải 2 nắng nó mới khô được. Khô nhìn thấy ngon rồi đó, mà để chút Linh chiên lên thử ăn nó ngon hơn nha cả nhà. Sáng nay Linh sẽ làm cái món khô chiên với món xào. Khô chiên ăn cơm với món xào cả nhà, đơn giản 2 món. Bây giờ Linh sẽ đem cái phần khô này chiên thử nó ngon không. Linh bỏ khô vô Linh chiên. Lâu rồi không có ăn cơm với khô, bữa nay chiên khô ăn cơm. Khô này ăn với cơm nguội ngon lắm. Ở bên cặp nhà Linh á, người ta phát cỏ nên hơi bị ồn, phát cho nó trống quá trời. Cặp bên nhà Linh như đám rừng luôn, tại người ta chưa cất nhà nên người ta phát á. Giờ ta chưa cất nhà nên người ta không phát, bây giờ ta phát không biết ta có cất nhà rồi nó đỡ bịch quá trời. Dạng gì là Linh gấp ra được à? Chiên Linh chiên phân nửa làm được 12 con cá phi, Linh chiên phân nửa thôi. Và Linh chiên được 1 dĩa khô thơm ngon luôn. Hôm nay Linh sẽ làm thêm món xào là thịt heo xào rau củ. Linh xới tỏi để đi xào cái thịt, tỏi thơm cho thịt vào xào. Bây giờ đây một ít bột ngọt, một ít dầu hào, một ít muối, một ít đường. Mình sẽ bỏ củ trái su với củ cải đỏ vô xào tiếp.
xào cho nó chín cái phần này rồi cái Linh bỏ cái bắp cải vô. Linh bỏ bắp cải vô. Xào vừa chín tới cái trái su với củ cà rốt đó, ăn nó giòn. Linh sẽ cho ít gốc hành với lá hành vậy. Cuối cùng Linh sẽ bỏ lên một ít tiêu cho nó thơm. Rồi, cái chảo xào của Linh cũng đã xong rồi. Linh sẽ dặn cơm ăn chín này. Đây là bữa cơm trưa thành phẩm của Linh đó. Cái món cá phi mọt nắng chiên với mà thịt xào rau củ nha cả nhà. Linh mời cả nhà ăn cơm trưa cùng với Linh nha. Linh sẽ chấm thịt xào này với cái nước tương. Ở bên cặp nhà Linh người ta thắp cỏ đó, nên hơi ồn cả nhà. Giờ Linh sẽ thử cái món khô trước nha. Lâu dữ rồi không có ăn khô, sẵn có cá cái Linh làm khô ăn luôn. Phơi 2 ngày nó mới khô á, tại vì mưa mưa quá trời mưa luôn. Hôm nay theo Linh là vừa ăn ngon, không phải khô mặn mà khô ngọt cả nhà. Làm khô này có mặn có ngọt, không phải là khô ngọt không, ăn bữa cơm ngon. Làm được có 12 con mà Linh chuyên ra đây 7 con, 7 con này nhỏ nè, còn lại 5 con bự. Củ cà rốt với cái su nè vừa chín á, ăn nó giòn, chín quá là ăn nó giòn không ngon. Cơm điện của Linh mới mua đây mà nấu nó bị hơi rồi. Linh nấu cơm bằng lò ga, lấy cơm mình để cho rồi ăn, chan nước đó, chan nước đó vô là nó gấp thịt cho. Khang nó ăn giỏi, Linh bới cho một dĩa ăn hết giờ ăn nữa, ăn khô mẹ sẽ khô khô. Khô này không ngon không Khang?
Khô này có cá nhiều á, làm khô để dành ăn. Lúc mà có đi chợ được á, mình chiên ăn cũng ngon. Cái bữa sáng mình nấu cháo trắng lên, mình chiên khô ăn ngon. Video của Linh cũng đã dài cả nhà, Linh chưa ăn cơm hết mà Linh sẽ kết thúc video để dài quá coi cũng cả nhà xem cũng không thấy thích cả nhà. Nên Linh chia sẻ cái bữa cơm trưa của Linh với món cá khô và thịt heo xào rau củ đến đây cũng xin khép lại cả nhà. Cả nhà mà cứ yêu mến kênh của Linh đó, vào xem ủng hộ cho Linh một like, một chuông và một lượt chia sẻ để động viên tinh thần cho Linh nha cả nhà. Video của Linh đến đây là hết, xin chào tạm biệt cả nhà.